Hello 500 anh em, bao lâu rồi chúng mình chưa đu chen với nhau nhỉ? Chắc là cỡ vài tiếng rồi đó. Hôm nay chị Kính sẽ lên cho anh em quả video, đảm bảo là bạn sẽ không thể trả lời hết được đó nha. Vào việc luôn thôi nào. Câu 1, đố bạn anh Chiron đang ở chỗ nào đấy? Vời khi mà chỉ có vài giây chị đã thấy comment cứ nhảy ầm ầm là thấy anh Chiron ở đây rồi nè, rất sắc nha. Các bạn cứ lên giấy cót đi vì những câu tiếp theo sẽ không hề dễ dàng đâu nhé. Câu 2, thế chị mèo Simi ở đâu nhỉ? Rơi rơi, đỉnh luôn chứ lại, tiền tiền, ai thấy chị mèo không ta? Cu tê xỉu như thế này mà ai không thấy thì chị Kính buồn đó nha. Như chiếc cửa tay mài sắc, anh lướt qua trong khoảnh khắc. Nhưng đủ lâu để anh khiến em nhớ mặt. Tình con gái đâu yêu bằng mắt, sao bỗng nhiên tim lại lắc. Vô tình rơi dậy không? Câu 3, để ảnh xuôi giờ là xưa rồi. Chị Kính chơi hẳn ảnh quay ngược như thế này xem có bạn nào quay ngược tivi để xem không nè. Hãy tìm ra anh Quốc Tuấn cho chị Kính nào. Đấy, biết ngay mà, khó xíu thôi mà nhiều anh em đã bó tay bó chân luôn rồi. Chị Kính không xoay tivi mà vẫn tìm ra anh Quốc Tuấn ở đây nè. Câu 4, đây là TikToker nào? Là anh Quốc Thành, chàng trai được nhận xét có vẻ ngoài cực kỳ điển trai, nhưng mà anh lại cực kỳ đầm lầy nha. Bạn có phải là fan của anh Thành không? Nếu có thì like video nhé. Câu 5, nhìn hình này là bạn nghĩ ngay đến TikToker nào nhỉ? Hấu thì nghĩ ngay đến Kim Hấu liền. Ở trong vũ trụ top top, ở đâu có dưa hấu, ở đó có Kim Hấu. Bạn đã bao giờ tag chị Kim Hấu vào những video có dưa hấu chưa nào? Đi bụi, thổi lửa đường phố nhưng bỗng chốc trở thành idol. Bạn đoán xem đó là ai? Mi Báo, có ai biết chị Mi Báo và chú Hùng không ta? Hot TikToker đang nổi như cồn trong vũ trụ top top đó. Thành viên của Gãy TV, bạn có biết đó là ai không? Sơi sơi, là anh Việt Hoàng, chàng trai kính cận ăn nói khá có duyên. Ai mê cái vẻ đẹp trai này thì để lại một like video nhé. Yeah, cậu cả trong cái gia phả, cậu cả là đại mà thiếu gia này. Cậu cả hôm trước bị anh vả vì cậu cả lừa thì mắng cha này. Đây cũng là một thành viên của Gãy TV nè. Chính xác luôn, là anh Minh Hiếu. Bạn thấy anh Hoàng hay anh Hiếu đẹp trai hơn? Comment ý kiến xuống phía dưới nhé. Là bụt tóng, là bụt tóng, là bụt tóng. Là bụt tóng. Mừng giảm ăn, mừng giảm ăn, mừng giảm ăn. Câu 9, lại Gãy TV tiếp nè.
yêu có tên Thùy Anh cầm tình con ngựa, vừa xinh vừa trắng, khai thật đi, anh em có mê cái vẻ đẹp này không nhỉ? Chị Kính thì mờ em mê nha. Em nói với anh một lời, anh có biết được trái tim em yêu mình anh. Câu 10, chưa hết đâu, dàn hot girl trong gãy còn có cô nàng này nữa. Những cô gái tên anh thì đều rất là xinh đẹp. Ai tên anh, vô xác nhận xem có đúng không nào. Câu 11, đây là ai nhỉ? Một trong những hot girl nhà gãy, cô nàng Phương Thảo quá quen thuộc với anh em rồi còn gì. Độ xinh đẹp của chị thì như cái ghế luôn, vì nó không phải bàn, haha. Xưa nay chưa từng thấy một nhà tù trái tim, em sẽ cho anh đấy. Thế cũng chẳng nhận thương yêu, không biết nào là mấy. Một chiếc tờ lấy ngã tim, còn là trái tim, một nhà tù trái tim. Câu 12, chưa hết đâu nha, nhà gãy còn có cô nàng này nữa này. Quá ư là đơn giản luôn, phụ huynh của bé khoai tây, chị Thị Nhung là đây chứ đâu. Cơ mà có bé khoai tây xong, nhìn chị Nhung cứ bị xinh dái nhỉ. Chỉ cần mắt cùng nhìn dòng người, bên em trong những đêm mơ tuần rơi. Em bỗng thấy cuộc đời xanh hơn. Và tình yêu lăn nhanh như thoi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa đưa em đến. Câu 13, tim gãy có một thành viên rất giàu kinh nghiệm, bạn đoán xem đó là ai? Hẳn là bạn phải biết anh Ngọc Đại chứ, chính là bố đại của anh em Hiếu Thảo nè, đại sư huynh nhà gãy đó. Fan gãy mà không biết thì có mặt quê chết à. Câu 14, thế còn đây là ai nhỉ? Bật mí thì là một thành viên của gãy TV tiếp nha. Chị là hậu duệ của team gãy TV đó, người hùng thầm lặng luôn đứng sau những video triệu view của nhà gãy. Một like cho chị Yến đi nào. Câu 15, là ai đây nhỉ? Bông tím chứ còn ai được nữa. Dạo này Hồng thấy anh bán quần nữa ha. Chắc là đủ KPI rồi đúng không nhỉ? Ha ha. Có những lúc một mình ta ngồi nhìn hôm qua, sao mới biết là đúng hay sai. Chẳng biết trước được ngày mai rồi mình. Câu 16, đây là TikToker nào? Ai nhớ trứng rán cần bơ, bắp cần mỡ không? Là cô nàng hot girl Trần Thanh Tâm đó. Nói nhỏ nè, cô còn được mệnh danh là đệ nhất thị phi nữa cơ. Trứng rán cần mỡ, bắp cần bơ. Yêu không cần cớ, cần cậu cơ. Bạn là fan cứng của cái tên nào? Comment xuống dưới xem có tìm được đồng fan không nhé. Đừng quên là like video và đăng ký kênh cho chị Kính nha. Bye you ạ.